Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin được mến chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích và chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con Khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khéo léo, được mọi người luôn luôn tôn kính và công nhận. Những người tuổi Khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống. Họ có uy quyền, có địa vị. Và những gia chủ tuổi Nhâm Thân, họ sống rất là vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười và niềm vui, cùng với đó là niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy mà những gia chủ tuổi Thân có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi, quảng giao, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Bên cạnh đó, họ còn có những con mắt rất là tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu mọi góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho mọi người những nguy hiểm đang rình rập ở đằng trước, ở phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Nhâm Thân dễ dàng hiểu thấu được tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác. Từ đó thì sẽ có được những cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong vấn đề tinh thần của mình. Và thưa quý vị, trong tháng 3 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Nhâm Thân phạm phải hạn xung thái tuế. Đây là một năm có thể nói rằng mang lại rất nhiều những trắc trở đối với tuổi này. Vậy thì với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhanh nhạy, nhạy bén của mình thì đương nhiên những khó khăn trắc trở đó sẽ không làm cho những gia chủ tuổi Nhâm Thân cảm thấy nhụt chí. Nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022 Nhâm Dần thì gia chủ tuổi Nhâm Thân dễ dàng có thể vượt qua được những khó khăn này. Tử vi học dự báo, tháng 3 âm lịch chính là thời điểm đột phá của quý gia chủ tuổi Nhâm Thân. Vậy thì vận trình tài lộc của quý gia chủ tuổi Thân trong tháng này như thế nào? Thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung mà chúng tôi gửi đến ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 mang mệnh kiếm phong kim, có tài lãnh đạo, là những nhà lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc cho mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá hãnh tiến và chơi trội. Đây là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này. Hình tượng của Nhâm Thân gắn liền với hình tượng của một con khỉ, vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót, thích biến báo, là những người có khả năng thích ứng tốt với mọi điều kiện và môi trường xung quanh. Đây cũng chính là hình tượng chính của Nhâm Thân trong vấn đề cuộc sống. Nhâm Thân sinh năm 1992, rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi. Họ còn dễ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được mục đích tối đa trong các vấn đề công việc. Điểm mạnh của Nhâm Thân sau khi biết được đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình thì họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng. Tử vi của người Nhâm Thân rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này. Không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Cát khí hỗ trợ mạnh đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp. Có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân là chính yếu. Các bạn còn độc thân cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở những người tuổi này là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần phải cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Thân sẽ có tài lộc dễ hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, sẽ cần phải chú ý cẩn thận sẽ xảy ra các tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Theo tử vi tháng 3 âm lịch, sự nghiệp của gia chủ Nhâm Thân nhìn chung sẽ là trong hung, có cát. Bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi, suôn sẻ. Bạn sẽ có được những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho các hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất.
Được nhiều các tinh chủ về công danh hỗ trợ, tuổi Nhâm Thân có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp hoặc khởi nghiệp thành công. Nhưng cần tỉnh táo để nhận ra đâu là cơ hội phù hợp với mình, chứ không phải ôm đồm tất cả mọi thứ, để rồi cuối cùng không làm được việc nào đến nơi đến chốn. Ngoài ra bản mệnh cũng cần phải hăng hái và tích cực hơn, tinh thần phấn đấu hời hợt sẽ khiến bạn dễ dàng để cơ hội trôi qua. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi cho thấy, mặc dù tài lộc của gia chủ có xu hướng tăng nhưng không quá nhiều, ít cơ hội mang tính đột phá mạnh mẽ. Nhìn chung, năm vượng vận quý nhân, bạn được nhiều người giúp đỡ gặt hái không ít thành quả, thu về lợi nhuận tương xứng. Bạn có thể nhận được một số cơ hội trong các dự án bất động sản nhưng cần phải tự mình tính toán và nỗ lực, hoặc có thể sử dụng mối quan hệ anh em bạn bè để đạt được lợi ích. Sau khi đã đạt được thành quả khả quan, đừng quên phân chia lợi ích sao cho thỏa đáng để vừa lòng tất cả mọi người và còn có lần hợp tác lần sau. Đại hào hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như đang kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức lao động của mình. Bạn dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích, không quan tâm đến giá cả, càng chẳng cần biết mình có thực sự cần đến nó hay không. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Nhâm Thân nếu không biết cân đo, đong đếm, tiết kiệm, đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Con giáp này sẽ không gặp phải những nguy hiểm và tổn thương lớn về mặt sức khỏe trong năm 2022. Một số tình trạng khó chịu mãn tính có thể thuyên giảm nhờ điều chỉnh thói quen sinh hoạt hoặc được điều trị dứt điểm nhờ hợp thầy, hợp thuốc. Các quý gia chủ tuổi Nhâm Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia chủ có vận đào hoa khá rực rỡ trong tháng đầu của năm Nhâm Dần. Người độc thân dễ có cơ hội kết duyên với những người khác phái trong những dịp tụ tập. Ban đầu chỉ là những tương tác rất nhẹ nhàng, nhưng dần dà cả hai nhận ra mình có rất nhiều đề tài chung để có thể cùng trò chuyện với đối phương. Thiện cảm tăng dần lên, cơ hội thành đôi cũng lớn hơn. Đặc biệt có người sẽ dễ gặp được người điềm đạm, suy nghĩ thực tế, luôn biết quan tâm đến người khác. Sự bao dung và tài trí hơn người của đối phương khiến bạn có ấn tượng tốt. Nhưng nam mệnh sẽ phải cố gắng thể hiện và chủ động tạo cơ hội cho chính mình thì mới mong có được bước đột phá trong mối quan hệ của mình. Tình cảm của các cặp đôi khá bình ổn, đôi lứa vợ chồng khăng khít bên nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi. Tuy vẫn có những lúc tranh cãi, nhưng cả hai đều biết cách điều hòa mâu thuẫn, không để bất đồng trở nên gay gắt, hủy hoại tình cảm. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Nhâm Thân trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày
ngày âm lịch ngày 7 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 3 năm 2022, tức ngày 19 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim, Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi nhâm thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi nhâm thân trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 3 năm 2022, tức ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 3 năm 2022, tức ngày 22 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về đa số tử vi của những người tuổi nhâm thân trong tháng 3 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất của kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúc quý vị thành công, bình an và may mắn. Xin mến chào và hẹn gặp lại.